nên chúng ta sẽ cùng ngắm các chú igu size to tại shop nha các bạn. Đấy, một bé đực nè, hai bé đực, khi là bé cái nha, đã mang bụng trứng luôn. Đấy, cứ mỗi ngày mình sẽ có giờ mình thả ra cho mấy bé này đi tung tăng trong sân, cho nó uống nước, lấy ẩm, phơi nắng, muốn đu đa báp gì đó thoải mái. Các bạn sẽ xem các bé này được tung tăng trong sân làm gì nhé. Hãy xem các clip tiếp theo. Đù. Bây giờ đù bám dữ. Hi, xin chào các bạn, chúng ta đang đến một cảnh khá là hấp dẫn. Cảnh hai chú igu vần nhau nha. Đây là một cái igu đực với một cái igu cái. Đực có vẻ hơi nhỏ hơn con cái nhưng mà nó đã rất là sung. Chiều mới thấy cái là chạy lại, sáp lại liền. Này. Giờ sẽ xem coi hai chú yêu sẽ làm gì. Bé đực thì vẫn cứ kiên quyết là cắn lưng bé cái. Máu lắm rồi. Gì có. Cái thì cũng đã có trứng rồi mà. Có vẻ khá sung chứ nhỉ. Bé đực vẫn kiên quyết không tha. Nghe thử. Thank you.
Không biết làm ăn được gì chưa mà loại hàng dữ vậy con. Wow, đây là cái một bộ phận sinh vật của đực như các bạn. Đấy, bây giờ chúng ta mới có dịp được thấy. Dùng bộ phận dùng để gia phối. Chắc đã xong. Mẹ cá thì đã bỏ đi. Mấy con mẹ khát nước. Chúng ta sẽ cho nó vô tắm dưới nước. Đâu vậy con? Thì có nước thì không bao giờ uống đâu. Đu nước bờ nước bụi vậy. Con gái con đứa vậy đó. Mấy đứa có vẻ đờ rồi. Bụng trứng không luôn. Đây chúng ta vẫn còn một xanh nữa nè. Ok, giờ chúng ta sẽ cho thêm một bé được ra chơi nữa. Đây. Đây, chúng ta vẫn đang còn một bé được to. Chơi không con? Ra ngoài đi chơi nè. Chơi. Lẹ. À. Ngoài đi chơi nè con. Bé đực này là bé đực to nhất nhà nha. Im. Cái này là cũng có khách nhường lại cho shop để chăm giùm lúc sinh sản luôn. Đấy, các bạn nên thoảng phải lọc tai cho bé nha. Wow, cực kỳ sung nha các bạn. Đi con, ra ngoài chơi nè. Bớt khó chịu. Ra ngoài chơi. Nước nè. Ngoài không à. Đó nha. Tắm cho nè. Đây lâu lâu chúng ta phải lấy các bé igu ra tắm để các bé uống nước. Khô quá thì nó cũng khó lột da nha. Mùa này là mùa sinh sản thì nó rất là có nhu cầu đòi khối. Nên chuyện chày mũi, chày miệng thì chuyện bình thường. Có khi bỏ ăn các bạn cũng đừng quá lo. Đấy. Nguyên vàng igu sai to. Cái này xong chưa? Đấy, sau khi mà đã giao phối xong, nó đã tạm thu lại bộ phận sinh dục của nó. Ok, bây giờ là chúng ta xem được các bé igu size to tại shop rồi nha. Có một bé cái, một cái ba bé được lận. Liệu bạn nào có thích bé nào thì nhắn tin với bé shop nha. Facebook, Zalo có đủ. Thích bé nào thích bé đó. Mà chắc bé cái là để lấy trứng rồi mới thấy trứng ấp vừa mới rước được nha mấy bạn. Đấy, năm nay thì igu cũng có luôn cả trại sinh sản igu tại Việt Nam luôn nha. Năm ngoái thì có mấy bé bên Cam, năm nay dịch quá nên thôi để mấy bé tại Việt Nam sinh sản chơi luôn, chuẩn bị đón chờ bầy baby qua Tết có nha.
Đấy. Lục ra cho nó đã không? Mùa này mấy bé hay bị đổ gai là bình thường, nhưng mình nên nuôi sinh sản thì nó dễ bị gì lắm. Nhiều bạn cứ nói là do chuồng nuôi nhỏ này nọ thì bình thường mình sẽ thả cho nó đi chơi mà, tối mới lùi cho thôi. Các bé ở đây rất là thoải mái. Thứ gì nguyên thau nước để thì không bao giờ uống đâu. Thằng là đi uống nước bờ nước bụi. Thằng như hổ lắm mấy con. Đấy. Đây rồi. Đó. Sức nước cũng lang thang vậy đó. Còn như bày bên dưới là gồng út nha. Gồng út Iru Savan có đủ. Iru nhỏ có luôn nha. Cái này mà cứ thả là tha hồ đi chơi. Sướng vậy đó. Các bạn nào thích xem kênh YouTube của Vesto thì nhớ đăng ký theo dõi kênh nha, rất nhiều các clip hay về các bé thú cưng. Thích chơi pet gì thì cứ liên hệ với shop. Ok, xin chào và các bạn xem rất sau. Bye bye. Thì bắt tụi nó lại mới được.